Xin chào tất cả mọi người, những ai xem được video này là những người cực kỳ may mắn luôn. Vì 6 tháng Gula mới giảm giá hàng Line New và hàng trưng bày một lần thôi mọi người nhé. Và trong đợt này chúng ta có rất là nhiều sản phẩm. Ở đây có khoảng danh sách là 79 sản phẩm mọi người nha. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều loa từ Arirang, Bed cho đến Box cho đến Agnot, Casebox, Paramax, Sumigo và rất nhiều sản phẩm khác. Bên cạnh đó là chúng ta lại có vang, micro, mixer, loa sub và loa vàng karaoke nữa mọi người nhé. Chính sách mua hàng Line New và hàng trưng bày thì Gula bên em đã đăng rất rõ ràng ở trên Zalo cũng như là fanpage cũng như là cộng đồng YouTube rồi. Mọi người có thể xem thật kỹ lại nha. Nhưng mà em điểm sơ cho mọi người một số ý chính để chúng ta không có mất nhiều thời gian, để chúng ta săn sale hiệu quả nhất mọi người nha. Thứ nhất, chúng ta được quyền đổi qua sản phẩm ngang hoặc cao hơn trong vòng 1 tuần nếu mọi người không hài lòng sản phẩm đó mà chúng ta không bị mất phí mọi người nha. Thứ hai là chúng ta được bảo hành 12 tháng giống như sản phẩm mới luôn rồi ha. Còn chi tiết mọi người hãy xem ở phần đăng trên phần Zalo, fanpage cũng như là cộng đồng YouTube mọi người nha. Quan trọng nhất là số lượng có hàng, chúng ta phải biết cách săn sale để săn sale cho nó đúng bài, nó đúng cách mọi người nha, để chúng ta mua được sản phẩm giá với giá cực kỳ hời luôn mọi người ha. Cách săn sale như sau mọi người nha. Ở phần sau video bên em sẽ quay cho mọi người xem mẫu này là tên sản phẩm là gì, mã số là bao nhiêu và giá cả là như thế nào. Khi đó mọi người thích sản phẩm đó, mọi người chỉ cần đặt cọc 500.000 vào số tài khoản ở trên. Nội dung chuyển khoản mọi người ghi là tên, dấu cách, số điện thoại của mọi người, dấu cách đó là mã sản phẩm mọi người nhé. Ví dụ em tên Thuận, số điện thoại của em là 0987654321. Ví dụ đây mã sản phẩm này là mã số 1 thì em sẽ ghi là Thuận, dấu cách 0987654321, dấu cách số 1. Khi đó quý khách hàng nào chuyển cọc đầu tiên hợp lệ thì chúng ta sẽ được mua sản phẩm đó với giá tốt nhất mọi người nha. Mã số 1, mã Kama K216, có thể có logo này hoặc logo khác nếu mọi người muốn logo nào mình để cho mọi người logo đó nha. Màu xám như thế này, đây là ngoại hình của nó, có hai cái micro không gian như thế này. Giá của nó là 2.400.000 đồng. Mã 2 đó là mã Kama K216 màu nâu, giá 2.400.000 đồng. Nó có hai micro không dây bằng kim loại như thế này mọi người nha, xài bình ắc quy nha, 2.400.000 đồng. Đây là mã số 3, loa Qmix K619 màu cam. Đây là ngoại hình của loa mọi người nha, ngoại hình của loa mọi người cứ xem kỹ nha. Này xài bình ắc quy nha, có hai bộ micro không dây như thế này, giá của nó là 2.400.000 đồng luôn. Tiếp theo mã số 4 là Qmix K619 màu xanh. Nó có mặt lưới như thế này, có hai bộ micro có thể cắm được nha. Cái màu cam kia thì chúng ta không cắm được, mọi người có thể xem một vòng nha. Đây, giá của nó cũng là 2.400.000 đồng luôn mọi người nha. Mã 5 là micro JBL VM300, chúng ta có thể xem một vòng về cái đầu thu của nó đây mọi người ha. Đây là hàng chính hãng của công ty Phúc Giang mọi người, có hai micro không dây đây, mọi người có thể xem gần lại nha. Phú quay gần lại cho mọi người xem nha, quay thêm một vòng em. Ok, giá của nó là 5.500.000 đồng mọi người nha. Tiếp theo là mã số 6 và mã số 7, chúng ta nó là đồng giá 3.950.000 đồng. Có lo còn được tặng túi mọi người nha. Mã số 6 và mã số 7 đây mọi người ha. Ngoại hình của nó khác nhau chút xíu thôi, hai micro không dây rồi. Nhờ Phú đem hai micro không dây cho mọi người xem luôn nha. Hai micro không dây hai bên thì nó cũng giống nhau mọi người nha. Hai là hai bộ micro không dây của nó đây. Mã đây là mã số 6, mã đây là mã số 7. Tiếp theo một mẫu loa cực kỳ hấp dẫn nữa, đó là Casebox KC270. Nó sẽ có màu nâu và màu đen. Màu nâu đó là mã 8, màu đen đó là mã số 9 mọi nha. Có hai micro không dây kim loại như thế này, cùng giá với nhau là 3.150.000 đồng, giá cực hời đúng không mọi người. Tiếp theo là mã số 10, Casebox KC260 Plus, giá 2.450.000 đồng mọi nha. Rất là dễ thương, xinh đẹp, ngoại hình rất là cân đúng không mọi người. Tiếp theo đó là ba loa Sumiko BTS52 bản Gold, đồng giá đó là 4.500.000 đồng rồi nhé. Đây là bản micro bằng nhựa, đây là hai cái bộ micro bằng nhôm rồi nha. Đây là cái loa rất là hay vì phần nhạc luôn, karaoke cũng hay luôn, nhưng mà chúng ta chỉ phù hợp với không gian trong nhà mọi người nha. Ở nhà thì rất hay nhưng mà ra ngoài trời sẽ hơi nhỏ nhé, nên là ai mua cái loa này ở trong nhà là rất phù hợp luôn rồi ha. Mã 11, 12, 13 giá 4.500.000 đồng mọi người nha. Đây là mã loa số 14, loa Sumiko Bella 42 xanh, quá dễ thương luôn đó mọi người. Đấy, đã cho mấy chị em phụ nữ xách đi, nó có cái quai xách nữa đem đi, rất dễ thương rồi nha. Mã số 14 này giá của nó là chỉ 3.950.000 đồng thôi mọi người, có hai micro không dây như thế này mọi người nha. Tiếp theo là mẫu loa Fay Acoustic BA590, cái này nó có màu nâu và nó có màu đen mọi người nhé. Loa này có thể nói là rất là hay karaoke không gian trong nhà mọi người ha. Công suất nó khoảng 150W. Giá của mã 15 này đó là 3.850.000 đồng, cực kỳ hời đó mọi người, có hai micro không dây bằng kim loại như thế này mọi người ha. Tiếp theo đó là mã số 16, chúng ta sẽ thấy một cái loa màu đen.
có một cái phay nhôm trước rất dễ thương ha, quay một vòng thôi. Đây mã 16 cùng giá luôn rồi nha, giá của nó là 3.850.000 đồng, cực kỳ hời luôn đó mọi người. Tiếp theo là mẫu Micro Vatasa T10, mọi người có thể xem nha, quay cho mọi người xem một vòng. Đây là hàng chính hãng của công ty TTB nha mọi người nha. Nó có hai tay cầm như thế này đó mọi người xem nha, giá deal rất là hờ luôn. Nếu mọi người lên mạng mọi người search giá rất cao, trên 10 triệu nếu hàng mới. Còn cái này Gula đã trưng bày giá cho mọi người ở đây ngày hôm nay, cực kỳ sốc luôn mọi người. Giá của nó là 5.500.000 đồng rồi ha. Rồi đây là bộ Micro Subox PR23 Lite. Đây là bộ Micro chuyên để chúng ta đi show mọi người nha. Đấy, nó sẽ có bốn cái râu này, chúng ta đi sóng khoảng 100m, ok, không vấn đề gì mà nha. Mọi người phú cho mọi người xem về cái cặp tay Micro mọi người nè. Đây, nhìn nó chuyên nghiệp giống Micro đi show mấy ca sĩ hát không mọi người. Giá của nó hiện tại ngày hôm nay quá sốc luôn ha. Mã 18 giá 3.500.000 đồng rồi ha. Tiếp theo là mã 18A, cũng giống y chang vậy, giá cũng là 3.500.000 đồng luôn, có hai bộ ở đây mọi người nhé. Tiếp theo vẫn là mã Micro chuyên đi show nhé, Micro Subox K10 hai la mã nha, sóng cực kỳ khỏe luôn mọi người ha. Đây cho mọi người xem cái cặp tay Micro phố ha, cặp tay Micro nhìn chất không mọi người, cặp đôi nhìn đúng chất đúng mọi người. Giá của nó chỉ là 2.500.000 đồng, chuyên để chúng ta hát trong dàn karaoke gia đình ngon lành mọi người ha. Giá chỉ 2.500.000 đồng nha. Tiếp theo đây là một bộ Micro không dây gia đình, mã của nó là Subox SU800 rồi nhé. Cho mọi người xem cái đầu thu nè, cái hai tay cầm Micro này Phúc. Đấy cho mọi người xem nha, bộ này giá của nó chỉ là 1.750.000 đồng rồi nha, chuyên để chúng ta hát karaoke không gian gia đình mọi người nhé. Nó sẽ làm cho giọng chúng ta được nịnh tiếng hơn rồi ha. Tiếp theo là mã số 21 mọi người nhé. Đây là Mixer E4 rồi ha. Đây là Mixer thần thánh chuyên xài cho loa Samsung cũng như là nâng cấp các loa thu âm luôn rồi ha. Giá của mã 21 này chỉ là 750.000 đồng mọi người nhé, cực kỳ hờ luôn. Hôm bữa trước live stream em đã thấy nhiều anh chị là đang thích một mẫu này mọi người ha. Nếu người thấy những mẫu tại Gula bên em giá quá hời, mọi người nhớ tặng em một like nha. Tiếp theo là mã số 22, Mixer Arknot MI30S. Giá của nó chỉ là 1.450.000 đồng, giá rẻ nhất quả đất luôn đó mọi người. Mọi người nhớ tặng em một like nữa nha. Có một cặp micro không dây như thế này luôn mọi người ha, và sẵn có hộp luôn mọi người ha. Tiếp theo là mã số 23 mọi người nha. Đây là bộ Mixer Arknot MI30U mọi người nhé. Nó sẽ có bộ màu vàng này và hai micro màu đen như thế này mọi người ha. Em quay cho micro cho mọi người xem, có hai micro không dây. Ở đây nó có hai micro chứ không phải một mọi nha. Hai micro không dây màu đen như thế này. Bộ này giá chỉ 1.550.000 đồng thôi mọi người. Tiếp theo là mã số 24, Arknot CS251 có hai micro không dây như thế này. Giá dưới 3 triệu luôn mọi người ơi. Giá chỉ là 2.850.000 đồng thôi mọi người ha. Giá chỉ hơn 50.000 đồng so với mã 24. Mã số 25 là CS2501PU như thế này, giá chỉ 2.900.000 đồng, cực kỳ sốc luôn đó mọi người. Ai thích mẫu này nhớ chốt sale liền mọi người ha. 2.900.000 đồng có hai micro không gian như thế này, mã số 25 mọi người nhé. Tiếp theo là mã số 26, Casbox KC260 Pro. Đợt này nó còn có bộ micro xịn đó mọi người, giống như micro Casbox KC M3. Một cặp micro này không, giá 1.280.000 đó mọi người. Nhưng mà nguyên loa và micro như thế này, đợt này ưu đãi chỉ giá 2.700.000 đồng thôi mọi người nhé. Quá hờ luôn đó mọi người, 2.700.000 đồng Casbox KC260 Pro mọi người ha. Nhìn cái hình ngoại hình là thấy cưng rồi mọi người ha. Mã số 27, số 28 này chắc chắn có rất nhiều anh chị đang mong chờ luôn ha. Đợt trước mà sale một phát mẫu này hết đầu tiên rồi mọi người. Mã 27 Casbox 279 màu đen, mã 28 Casbox 279 màu xanh ha. Có một bộ micro không dây như thế này, giá quá sốc luôn mọi người. 3.600.000 đồng mọi người, chốt cọc nhanh mọi người nha. 3.600.000 đồng nha. Mã 29 và mã 30, cái này có thể nói là giảm gần 50% so với giá niêm yết của hãng luôn mọi người có thể xem một vòng đó nhé. Chạy chút xíu không quá quan trọng ha, nhưng mà quan trọng là giá chúng ta đã quá tốt, quá sức tốt luôn mọi người ha. Có hai micro không dây như thế này, mã 29, còn mã 30 này, hai cái lo này cùng một mức giá với nhau luôn mọi người ha. Mã 29 và mã 30 như thế này vẫn bảo hành chúng ta một năm đàng hoàng, giá chỉ 4.800.000 đồng rồi nhé. Đây là một chiếc loa nghe nhạc hay karaoke không gian trong nhà rất phù hợp nha, 4.800.000 đồng. Tiếp theo là mẫu 31, mẫu 32, cái loa này là người nào thích là quá giá trị, còn người nào không thích là như không rồi nhé. Nếu ai thích màu xanh là đúng mã 31 luôn. Cái này mà lâu ra một cái là như mới đúng không mọi người nhìn thử nè, lâu ra một cái như mới luôn. Mã số 32 là mã màu đỏ, ai mà mạng mộc ai mà mạng hỏa là ok rồi nhé. 32 màu đỏ như thế này, chân ở những không gian bốc lửa là quá đẹp luôn ha. Mã số 31, 32 giá chỉ
5.200.000 đồng rồi nhé. Hãng họ niêm yết 7.990.000 nhưng mà tại Gula ngày hôm nay người thấy màu mới còn tinh tâm luôn luôn mọi người ha, quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn, giá chỉ là 5.200.000 đồng thôi mọi người. Tiếp theo người mã số 33, mã số 34, hai cái loa là loa dành cho người sạch sẽ mọi người nhé. Cái này bên em làm nó chưa có vệ sinh kỹ nên nó hơi bám bụi chút xíu. Nếu mọi người lau sạch ra là sẽ rất ok nha. Mã số 33 đây, mã số 34 ở đây mọi người nhé. Cho quay cho mọi người xem một vòng về cái phần ngoại hình của nó nha. Giá chỉ 5.200.000 đồng mọi người nhé. Lớp sơn này có thể là hiện tại các hãng tại Việt Nam mình, hiện tại hãng Panamax là họ sơn đẹp nhất luôn rồi ha. Giá chỉ 5.200.000 đồng với mã 33 và mã 34 mọi người ha. Tiếp theo là mã số 35, mã số 36 rồi nha. Đây là màu xám trung tính, rất là nhiều người xài được. Màu vàng này dành cho ai thích thôi mọi người nhé. Nhưng mà màu vàng này nó chày nhiều hơn những cái lo khác chút xíu. Nên là cái mẫu 35 giá vẫn là 5.2 triệu, nhưng mà riêng mẫu 36 giá rất là tốt mọi người ha. Nó bị chày chút xíu thôi, nếu mà người cực kỳ quan trọng âm thanh, ngoại hình không quan trọng lắm. Hoặc người có nhu cầu chúng ta sau này chúng ta bọc da, hoặc là chúng ta sơn lại, hoặc chúng ta bọc simili gì đấy. À, hoặc chúng ta bọc đề can gì đó mọi người ha. Giá của nó chỉ là 4.800.000 đồng, nghĩa là cái lo này rẻ hơn 400.000 đồng so với lo này mọi người nha. Dẫn cả nhà đi ăn nguyên cái lẩu nữa mọi người ha, nếu chúng ta không cần quá quan trọng về phần ngoại hình mọi người nha. 4.800.000 đồng thôi. Tiếp theo là mã số 37 mọi người nha. Mẫu này của loa mới review lên khoảng 2 tháng nay thôi mọi người nha. Adirang Classic One màu xanh như thế này, nó hơi chài chút xíu thôi mọi người nha. Giá của nó cực kỳ sốc luôn mọi người, 4.350.000 đồng, không có nơi nào mà rẻ hơn của loa luôn mọi người nha. Có 2 micro không dây như thế này. Lo này bass rất là sâu, nhỏ gọn, đem đi chơi. Tiếp theo là cái mã số 38, lo box V5S đã độ. Này là có 2 micro không dây Casio M3 mọi người nha. Cái lo này có 2 micro không dây màu đen như thế này mọi người nha, mã số 38. Đây mọi người nha, cái lo này thì thánh livestream rồi. Giá của nó là 2.950.000 đồng, còn rẻ hơn một cái loa mới nữa mọi người ha, rẻ hơn một loa mixin mới. Còn này được 2 micro không dây này chỉ có 2.950.000 đồng, quá sốc luôn đó mọi người. Mọi người chốt nhanh mẫu này mọi người nha. Đây là mã số 39, lo JBL Aeon 710. Giá của nó hiện tại dưới 10 triệu luôn mọi người. Giá chỉ 9.900.000 đồng mọi người nha. Mọi người xem cái phần ngoại hình nè, còn mới tinh tươm luôn mọi người ha. Lau bụi ra một cái là sạch sẽ, ngon lành luôn. Đây, mã số 39, 9.900.000 đồng mọi người nha. Vẫn bảo hành cho chúng ta 1 năm. Tiếp theo là lo Neck MV10. Giá của nó điêu rất sâu mọi người ha, giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ 16 triệu tròn thôi mọi người ha. Chỉ 16 triệu tròn luôn. Đây là một cái loa Gula quay video khui siêu cho mọi người xem đó mọi người ha. Giá của nó chỉ 16 triệu tròn thôi. Rồi, chúng ta chỉ cần kết hợp một bộ micro không dây có echo là hát vô tư mọi người nhé. 16 triệu tròn, mã số 40. Tiếp theo là hai cái vang thần thánh, hai cái vang này chuyên để lắp phòng karaoke luôn mọi người ha. Đây là vang E3S7 mã 41. Đây là vang E3K89 mã số 42. Nếu mọi người trích giá thị trường đi, mọi người cứ lên mạng người tìm giá thị trường mấy mọi người ha. Sau đó mọi người quay lại Gula xem giá sẽ như thế nào rồi nhé. Mã số 41 giá của nó là 3.800.000 đồng. Mã số 42 giá chỉ 2.900.000 đồng thôi mọi người ha. Lâu qua một cái nó sẽ tinh tươm như mới mọi người nhé. Tiếp theo đó mọi người là hai cái đầu karaoke mọi người nhé. Bên đây là BTE đầu liền màn của hãng BTE luôn nha. Nó chỉ có một cái đầu đơn giản như thế này thôi. Cái đầu karaoke nó đã liền ở trong cái màn hình như thế này rồi. Cái đầu này giá của nó là 8 triệu tròn mọi người nhé. Giá 8 triệu tròn cực kỳ hờ luôn nha. Tiếp theo là đầu Viettel mọi người nha. Đây là màn hình 22 inch của Viettel. Còn đây là ổ cứng Viettel Pro đó mọi người ha. 4TB mọi người nhé. Nguyên cái combo này nếu người lên mạng ngồi search giá rất cao, nhưng mà tại Gula ngày hôm nay giá chỉ tròn 12 triệu đồng thôi mọi người nha, 12 triệu đồng. Còn đây là mã 43, còn mẫu này là mã 44 mọi người nha. Tiếp theo là mã số 47 mọi người nha, một cái van cơ hãng EV Acoustic, mã của nó là 1202 Pro. Giá của nó là 800.000 đồng mọi người, không thể nào mà rẻ hơn nữa, 800.000 đồng luôn mọi người ha. Tiếp theo là mã số 46, van cơ Bentley HB365RV mọi người nha. Bình thường là giá trên 2 triệu mấy luôn mọi người ha. Nhưng mà tại Loan ngày hôm nay chỉ 1.200.000 đồng mọi người nhé. 1.200.000 đồng cái van này thôi mọi người nhé. Hiện tại Loan đang ngưng kinh doanh những sản phẩm này, mới có giá tốt như vậy là xả lỗ cho mọi người luôn nhé. Mọi người nhập hàng cũng không có giá rẻ như vậy đâu mọi người ha. Tiếp theo là một cái quản lý nguồn của Bentley, model của nó là HB70 mã số 45. Giá của nó chỉ là 900.000 đồng mọi người nhé.
Tiếp theo là mẫu micro mà hôm qua anh Vum Rai có nói với anh em đây. Bộ micro mới ra của hãng Panamax rồi nhá. Bộ micro Panamax Passion có echo, có bộ như thế này, có cái đầu thun như thế này, hai micro như thế này, có thể xài được echo trên đây luôn rồi nhá. Giá của nó ngày hôm nay quá sức hờ luôn mọi người. 1.300.000 đồng nhé, 1.300.000 đồng bộ này mọi nha. Mã của nó là mã số 48 mọi nha. Tiếp theo là mã số 49, tối qua cũng nhiều anh chị, quá nhiều anh chị hỏi bên em luôn rồi ha. Mã số 49 quay cho mọi xem một vòng nha. Đây là loa Agnos CS 451 Plus có bass 2 tấc đôi mọi ha. Giá của nó là 5.950.000 đồng rồi nhá. Đây có một bộ micro không gian như thế này, 5.950.000 đồng rồi ha. Tiếp theo đây là một cái mã huyền thoại của Agnos mọi nhá. Cái thời đầu của nó ra chắc còn gần như là best seller luôn nha. Mã số 50 là mã lo Agnos CS 550 mọi nhá. Hiện tại bên em đã thay một cái bộ micro khác, tại vì trước đây khách hàng bị mất bộ micro, bên em đã thay bộ micro khác rồi nhá, cũng như là thay bình ắc quy rồi. Loa này bên em không bảo hành ắc quy mọi nhá, chúng ta được quyền bao test trong vòng 7 ngày, nhưng mà giá của nó cực kỳ tốt luôn mọi nhá. 2.950.000 đồng, 2.950.000 đồng mọi người cứ test thoải mái, không ưng có thể đổi qua mẫu mới không mất phí mọi nhá. Loa này chỉ 2.950.000 đồng mọi nhá. Tiếp theo là hai cái loa mã 51 rồi mọi nhá. Bên trái của em là 51A, bên phải là 51B rồi nha. Đây là cái loa rất nhiều khách hàng đang mong chờ luôn rồi nha. Cái loa này nó chỉ khác CS 551 Plus là cái da nó không bằng, nó không có xịn bằng cái CS 551 Plus thôi. Còn cái ruột là nó y chang rồi nha. Nó có hai micro không gian như thế này, mã 51A và 51B. Phú quay một dòng 51B cho mọi xem luôn nha. Giá của nó là dưới 7 triệu luôn mọi người, 6.950.000 đồng thôi nha. Quá sức hờ luôn người, tiết kiệm gần 2 triệu đồng luôn rồi nha. Tiếp theo mã số 52 nhé. Đây là loa Casebox S8, chắc chắn cũng nhiều khách hàng đang mong chờ luôn rồi ha. Mẫu này cực kỳ sốc luôn, và chắc chắn mọi người sẽ so sánh như S8 và S9 rồi nha. Mẫu số 52 có hai micro không gian như thế này, mã số S8 đó là 4.500.000 đồng rồi nhé. 4.500.000 đồng, không thể tin nổi mọi người ơi. 4.500.000 đồng, giá quá sức hời, công suất quá mạnh luôn rồi ha. Tiếp theo là mã số 53 mọi nhé. Đây là mã Casebox S9, nó có cho chúng ta đó là 4 con rồi ha. Đây, một cái đầu tiên là màu xanh, thêm 3 cái tiếp theo nhé, đồng giá với nhau hết luôn rồi nha. Đây là mã màu xanh là A, mẫu cái này là B, cái này là C, cái này là D rồi nhé. Cái này thì nó hơi chạy chút xíu, nhưng mà đã bù cho người về một cái mặt lưới như thế này rồi ha. Giá của nó chính xác là 4.950.000 đồng rồi nhé. 4.950.000 đồng thôi rồi ha. Lo Casebox S9 best seller tại Gula luôn rồi nhé. Tiếp theo đó là mã số 54, Casebox KC350 Pro có bộ micro không dây. Và cái này mới ra mắt vào năm 2023 luôn rồi ha. Đấy, cho người xem một vòng nhé, KC350 Pro. Cái này mà xài thêm cái túi Gu size S nữa là đúng bài luôn rồi ha. Giá của nó chỉ là 2.700.000 đồng thôi mọi người. Giá chỉ hơn cái lo Casebox KC135 mới một chút xíu thôi, 2.700.000 đồng thôi mọi người ha. Quá sức hời mã 54 rồi nha. Tiếp theo là mã số 55, lo Agnos CS450 Alpha rồi nhé. CS450 Alpha đây. Giá bữa nay là không còn gì để bàn cãi luôn rồi. Chắc chắn người sẽ wow một cái là giá quá tốt luôn rồi nhé. Mẫu này là 3.900.000 đồng, 3.900.000 đồng mọi người nha, mã 55. Tiếp theo là mã số 56 rồi nhé. Đây là lo Mackie Thum Gold nha. Đáng lẽ là cái mẫu này đợt này chưa có giảm giá đâu rồi nha, mà do nó hơi bị chày chút xíu, do bữa nó hơi bị chày chút xíu nên em giảm giá cho mọi người trong đợt này luôn rồi nhé. Bình thường là 14.900 tặng Mixer Micro đúng không? Nhưng mà nếu mà người đã có Mixer Micro, mọi người mua cái đợt này luôn, giá quá hời luôn mọi người. Mã của nó là mã số 56, không tặng gì hết mọi người nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ mua được với giá cực kỳ tốt luôn, 10.900.000 đồng nha. Chỉ 10.900.000 đồng đã có cái loa Mackie Thum Gold như thế này mọi người nha. Tiếp theo đây là loa Bedlock 20 mọi người nha. Loa này thì âm thanh quá hay luôn, nhưng mà nó chỉ bị một cái, nó là màu cam thôi mọi người ha. Nếu anh chị nào mà thích rực rỡ hoặc là trang trí ở những không gian decor rực rỡ thì nó sẽ rất phù hợp, vì cái mẫu này âm thanh rất hay mọi người nha. Giá của nó, mẫu 57, giá của nó chỉ là 2.800.000 đồng thôi mọi người nhé. 2.800.000 đồng thôi mọi người, quá sức hờ luôn mọi người nha. Chốt nhanh mọi người nha. Tiếp theo là mã số 58 và mã số 59 là loa Bedlock 16V mọi người nha. Mẫu này đáng lẽ là chưa có giảm giá cho đợt này đâu mọi người, nhưng mà nó hơi bị chạy chút xíu, nên là nếu anh chị nào chúng ta không quan tâm về cái phần chạy mọi người nha, nếu bị chạy chút xíu sau không quan trọng, nhưng mà âm thanh hay, cái này nghe nhạc rất hay, và karaoke đợt này micro này cũng hay luôn rồi nha. Mã số 58, mã số 59, phủ quay một vòng mỏng đen cho mọi người xem nhé. Mã số 59 cho mọi người xem đây mọi người ha, hơi chạy chút xíu thôi mọi người ha. Mã 58, 59 giá của nó là
3.950.000 đồng thôi mọi người, giá còn dưới 4 triệu là quá xuất sắc luôn mọi người ha. Mọi người nhớ chốt nhanh mẫu này mọi người nha. Đây là cái mã 60 loa súp của hãng Bock, hãng chính hãng của Mỹ mọi người nha. Đây là hàng xịn mọi người nha. Nhìn là thấy đúng xịn đúng không mọi người? Nhưng mà cái loa này phù hợp cho những ai xài cho những cái dàn nghe nhạc nè, hay là những cái dàn karaoke công suất nhỏ thì nó sẽ rất là hay mọi người nhé. Cái màu đen của nó là HTS10, giá của nó là 6.950.000 đồng mọi người nhé. 6.950.000 đồng chỉ một cái duy nhất mọi người nha. Tiếp theo đó là bộ Micro Casbox KCM33 và Casbox KCM66 Phú Quang cho mọi người xem luôn nha. Bộ này là đồng giá với nhau luôn mọi người nhé. Giá quá hờ luôn mọi người. Giá chỉ 900.000 đồng thôi mọi người nhé. Cái này bên em chỉ trưng bày test cho khách ở cửa hàng thôi, nên là cực kỳ hờ luôn. Chúng ta bao test một tuần, không ưng mọi người có quyền đổi qua mẫu mới mà không mất phí mọi người nha. Hàng còn đẹp tinh tươm luôn ha, giá chỉ 900.000 đồng thôi. Tiếp theo là mã số 63 và mã số 64 mọi người nhé. Mã số 63 đó là bộ Micro Bosa Z333 mọi người nhé. Cái mẫu Bosa Z33 và Bosa 66 nó chỉ khác nhau ở cái đầu mic thôi mọi người ha. Còn nếu mọi người muốn độ đầu mic thì nó hoàn toàn giống nhau mọi người nhé. Đây, đây mẫu 66 thì cái lớp sơn nó đậm hơn chút xíu mọi người nha. Mẫu Bosa Z66 giá của nó là 900.000 đồng. Bosa Z33 giá của nó chỉ là 750.000 đồng thôi mọi người nhé. Bộ micro có eco và eco cực kỳ mượt luôn mọi người ha. Đây là mã số 65 mọi người nhé. Mọi người sẽ chưa thấy của Lam em review lên lần nào mà bộ 65 này là bộ mixer Arnold MI30M nhé. Đây là micro kèm mixer luôn mọi người ha. Do cái bộ này bên em nhập về ở đây có hai bộ luôn rồi nhé, nhưng mà nó không phù hợp với đường hướng tại Gula bên em kinh doanh thôi, nên bên em đã nhập, bên em đã test thôi, nhưng mà bên em không kinh doanh mẫu này. Đợt này giảm ưu tiên cho mọi người luôn, hai bộ luôn như là mới mọi người nhé. Em chưa có trưng bày luôn mọi người, bên em chỉ đem về để test thôi mọi người nha. Giá của nó là 1.500.000 đồng, giá sấp nhất, tốt nhất Việt Nam luôn rồi ha. 1.500.000 đồng, bộ này có hai bộ mọi người nha. Tiếp theo mọi người nhé, đây là bộ micro không dây mọi người nhé. Cái này là cái mạch, cái này là cái micro mọi người nhé. Đây là bên em độ từ, bên em lấy từ cái loa Bock Winamax bình thường. Là có nhiều khách hàng là không muốn xài cái mic zin, nên khách hàng xài cái loa Bock Winamax đã độ thì em mới gỡ này ra mọi người nhé. Cả cái này và cái này giá 120.000 đồng, quá xuất sắc luôn mọi người ha. Giá quá tốt luôn, 1.200.000 đồng. Khi đó mọi người có thể độ vào những cái loa của chúng ta, hoặc là mọi người có thể độ vào đây. Mọi người thấy không? Đây là những cái đầu micro mọi người nè. Hiện tại bên em sẽ có hai dòng chính nha. Một là micro Loda như thế này. Cái mã của micro Loda đó mọi người ha, cái này là chỉ giá chỉ 50.000 đồng mọi người nhé. Còn những cái cũ mic còn lại mọi người nhé, còn những cũ mic còn lại giá chỉ 10.000 đồng một cũ nhé, chỉ 10.000 đồng một cũ như thế này thôi. Không có nơi nào mà giá tốt như loa, hoặc là giá bằng nửa gấp đôi loa cũng không có nhé. 10.000 một cũ mọi người nhé, 120.000 đồng, 10.000 một cũ. Tiếp theo là mã số 67, đây là Sumiko BT52. Cái loa này nghe nhạc rất hay, karaoke cũng hay luôn, nhưng mà nó phù hợp với không gian trong nhà hoặc không gian phòng nhỏ nhỏ mọi người nha, hoặc không gian phòng khoảng 20-30 m² đổ lại thôi, chúng ta sử dụng gia đình rất ok. Bên em đã độ cho mọi người một cặp micro không dây xịn hơn micro của hãng nhiều mọi người nha. Giá của nó ngày hôm nay mã số 67 là 4.500.000 đồng, hãng niêm yết 6.9 mọi người ha. Mọi người thấy cái loa này y như mới luôn. Nhiều khách hàng mua loa tại bên em nói là mua loa hàng line new mà y như mới nha, mọi người nhìn nó mới tinh tươm luôn rồi ha. 4.500.000 đồng, mã 67 mọi người nha. Đây là loa mã số 68, Sumiko MSB10 mọi người nhé. Loa này là nghe nhạc quá xuất sắc, nghe nhạc hay hơn dòng loa Sumiko BT52 rất nhiều luôn. Karaoke thì tệ hơn mọi người nhé. Nên là ai nghe nhạc 7 phần, karaoke 3 phần thì chúng ta sử dụng dòng này quá hợp lý luôn mọi người nhé. Giá chỉ 4.500.000 đồng thôi. Tiếp theo là mã số 69 mọi người nhé. Loa Agnos NL4501 Ultra, cái này là best nhì seller tại loa bên em mọi người nhé. Mã số 69, cái mã này là mã B mọi người nha. Còn đây là mã A, NL4501 Ultra luôn ha. Giá chỉ 4.900.000 đồng nha. 4.900.000 đồng, giá quá hời đúng không? 4.900.000 đồng. Tiếp theo mã số 70 mọi người nhé. Đây là mixer Soundwrap Not Bass 8X. Đây là hàng chính hãng nhập khẩu từ công ty Phúc Giang mọi người nha. Nó chơi vào một cặp loa Arti hoặc là một cặp loa Arti ra súp là ok mọi người nha. Giá của đây là cực kỳ sốc hàng luôn mọi người, chỉ 2.450.000 đồng đối với hàng chính hãng như thế này mọi người nhé. Coi như là giảm quá nhiều luôn mọi người ha. Tiếp theo là mẫu Casbox KC135. Cái loa này giá rẻ mà ít lỗi mọi người nha. Thứ hai là nhiều khách hàng khen giá rẻ mà hay quá mọi người ha. Chúng ta đang có ở đây đó là 71, 72, 73, 74. Chỉ có riêng có mẫu 73 bên em đã thay cái mặt lưới khác mọi người nha. Vì cái mặt lưới nó dính keo nên em đã thay mặt lưới khác mọi người ha. Nên là cùng giá nhau 1.900.000 đồng rồi nhé. Nó có chúng ta là hai cái loa màu xanh như thế này, bộ micro không dây như thế này mọi người nhé.
71, 72 đây, 73 là màu cam, 74 là màu nâu mọi nhé, giá đồng giá 1.900.000 đồng rồi ha. Tiếp theo là mã số 75 rồi nha. Cấu hình của loa KS361S nhưng mà cái micro nó khác rồi nha. Riêng cái loa này thì nó lại có đầu karaoke khi nó có một bộ micro không gian như thế này. Đầu karaoke em chưa biết là nó có xài được hay không, nhưng mà micro xài ok, nghe nhạc ok mọi nhé. Có hai micro không gian như thế này. Và đời trước nên là giá của nó đợt này chỉ là 2.400.000 đồng rồi nhé. Bao test cho chúng ta một tuần luôn, không ân đổ qua hàng mới, không mất phí rồi nhé. 2.400.000 đồng hôm rồi ha. Tiếp theo mẫu loa xịn hơn chút, micro xịn hơn chút mà giá cao hơn chút rồi nha. Đây là loa Agnos KS361S, một cái loa huyền thoại mà lâu rồi mới về hàng lại đây mọi người ha. Giá của nó chỉ 3.700.000 đồng nhé, 3.700.000 đồng đây, giá cực kỳ hời luôn nha, hời không quá bằng những cái loa khác nhưng mà hiện tại đây là giá cũng tương đối hời rồi ha, 3.700.000 đồng. Tiếp theo là mã số 77 và 78 nhé. 77 là mic cũ, micro Loda như thế này, 50.000 một cũ, có khoảng ba cũ rồi nha, còn lại các cũ micro khác giá đồng giá 10.000 một cũ nhé, đồng giá 10.000 một cũ, có nhiều loại, có màu xanh, có màu vàng, có màu đen, có màu tím, đủ loại luôn rồi ha, chỉ 10.000 một cũ thôi mọi người, mã 78 rồi nha. Tiếp theo là lo AlphaWorks V60 mọi người nha. Đây bên em đã thay cái mặt lưới khác rồi ha. Bình thường là mặt lưới sắt, bên em đã thay mặt lưới vải, bên em đã sơn cái viền ở trên rồi nha. Lo này là lo chuyên nghe nhạc mọi người nha. Giá của nó chỉ 1.600.000 đồng nhé. 1.600.000 đồng cái lo này chuyên nghe nhạc thôi mọi người ha. Và âm bass rất là lực, âm chép thì không được sáng lắm nhưng mà âm bass lực cho ai mà chơi nhạc EDM như nhạc Ron Top Remix ok mọi người nha. 1.600.000 đồng rồi ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video nha. Chúc mọi người sẽ săn được món hàng mà mình ưng ý nhất mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.